Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Từ hơi thở trên người của Apat truyền đến, tiểu nha đầu này vẫn còn sống, đúng là tốt thật. Tôi phải nhanh chóng tìm thấy cô ta. Sao hắn không đi? Lẽ nào là bị phát hiện rồi đấy chứ? Phù, giật cả mình. Hơi thở hắc ám lại dày đặc như vậy sao? Xem ra là không ổn. Hơi thở của Apat là truyền đến từ nơi này. Đúng là có gan đấy. Là kẻ nào? Tổng chỉ huy của chiến dịch Kim Tự Tháp Harlequin, Ethan. Biết được sự thật của mọi chuyện sẽ khiến cậu rơi vào nguy hiểm. Nếu đã như vậy, cậu còn muốn đi vào hay không? Tôi đã rơi vào nguy hiểm vô số lần rồi, không kém lần này. Đừng căng thẳng, tôi biết sự tích của cậu chỉ là trước khi sự việc trở lên phiền phức. Muốn nói với cậu vài câu. Đi theo tôi. Tên này muốn giở trò gì đây? Medusa. Apat đâu rồi? Cậu đến muộn rồi. Cô gái mà cậu đang muốn tìm đã chết rồi. Hoặc là nói cô ta đã trở thành một phần của Medusa. Tất cả đều là vì thắng lợi của chiến tranh. Vứt bỏ mấy cô gái thì có thể tiễn được yêu mà. Tránh khỏi hy sinh của một pháp sư đội canh gác. Vì an linh của bản thân, dùng đồng bào cho những người xâm phạm ăn, các người đúng là không còn chút tính người nào cả. Thành phố này chính là cần người thống trị như vậy. Sao cậu lại chạy tới đây rồi? Felix, xem ra cậu sớm đã biết có người nuôi dưỡng thiếu nữ Medusa rồi. Tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi, nhưng tuyệt đối không tham dự vào chuyện này. Các người hãy nuôi xuống đi. Lãnh đạo. Trước tiên là tổng chỉ huy, sau đó là lãnh đạo. Các người ngược lại cũng xem trọng tôi quá rồi đấy. Bây giờ đại quân vong linh đã đến xâm nhập, chúng ta không thể nào đi chọc đến tộc xà hạt. Chỉ có bọn họ đánh nổi, chúng ta mới có thể yên tâm đối phó với đại quân vong linh. Vì cư dân của toàn thành phố, cậu không cảm thấy quyết định của Ethan là chính xác hay sao? Vậy sinh mệnh của Apat thì không đáng kể ư? Những thiếu nữ trước đó vì an ninh nhất thời của các người mà chết đi cũng không đáng kể hay sao? Câm mồm! Mạc Phàm, cậu hãy nghe kỹ đi. Nếu như cậu giết nó, không chỉ là vong linh tộc, tộc xà hạt cũng sẽ trở lại xâm lược. Chiến đấu của thành phố cũng khó tránh khỏi một trận tai họa. Ngươi rất đắc ý đúng không? Tộc xà hạt thì đã sao? Ta sẽ đích thân đi giải quyết.